Rồi mình nói đầu tiên cho ba gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người trên bé ba vlog và đêm trăng sáng nha. Hôm nay thì bé ba sẽ có thời gian vào thứ hai đầu tuần. Bé ba sẽ thông báo cũng như là tất cả mọi người, những ai chưa biết thì bé ba sẽ thông báo thứ tư, thứ năm, thứ sáu luôn anh. Là những ngày đó có tăng cường ca sĩ nè. Thứ tư là gì quên rồi ta? Thứ năm là Kim Tử Long. Thứ tư là hát có cái chị nào hát bài sao cô đó tăng sợ luôn. Tố My. Rồi xin nhắc lại một lần nữa, thứ tư là có ca sĩ Tố My. Thứ năm là có ca sĩ Kim Tử Long. Thứ sáu là 22, 23, 24 với 25, 26 tây là sẽ có tăng cường ca sĩ rất là nhiều. Nên mọi người đến sớm cũng như là bé ba sẽ review cũng như là quảng cáo những đồ ăn. Bây giờ bé ba không giới thiệu đồ ăn nữa, giới thiệu quần áo cũng như là sản phẩm nha cho tất cả mọi người, để mọi người tham quan trong khu Đầm Sen nha. Đây là những cái quầy đứng như là đồ cồn, khẩu trang tất cả luôn, ốp lưng cũng có nè, và ở đây là có túi, có bóp, có da neo rồi đầy đủ hết. Thì tất cả đó mọi người cứ tham quan nha, và để tham quan và có giá, đây là có giá đầy đủ luôn đó. Bây giờ sẽ quảng cáo cho tất cả từng quầy rồi. Ở đây cũng có đồ chơi và phục vụ cho trẻ em nữa nha mọi người đó. Bây giờ sẽ đi từng vòng để rồi quầy kế bên là quần áo nè, đồ nam. Đây có quần của Lê Tấn nè, có Lê Tấn xem mua Lê Tấn mà. Đây những quần thể thao đó mọi người, và có giá rất là hữu nghị luôn đó, nên là mọi người cứ đến mọi người ủng hộ thì các điển hình khác ông khác đồ trên đây đó nha. Những giao thông mà hợp túi tiền cũng có mọi người. Mọi người vào mà đây áo sơ mi cũng có luôn nha mọi người nha, áo thun quần jean đầy đủ hết. Đây là đồ nam, đây là quần lửng nha mọi người. Rồi bên đây cũng là đồ nam luôn nha mọi người nha. Đó đây, ở đây là bán mỹ phẩm nha mọi người. Những đồ ăn của Tutu bán trên hàng Facebook và cũng như là TikTok nha mọi người. Nếu mà ai đã theo dõi bên TikTok thì cũng sẽ thấy đây. Bả nè mọi người. Bả nè. Đó. Thương hiệu của Tutu đó mọi người. Đây mọi người quay về mấy bạn cho chút nha, chú Tấn ơi. Đó. Gian hàng của Tutu này đẹp quá. Đây, rồi tiếp nha. Đó. Sao? Ủa, bữa giờ chẳng có ai ngán rồi phải không? Không có ăn nữa. Đúng rồi, tại vì ở sớm á, chưa có người khổ. Ok, đâu. Cảm ơn anh nha. Rồi tiếp nè. Xin nhắc lại cái vụ ghế cho mọi người nha. Ủa? Đây, cái này. Xin nói một lần nữa là cái phiếu giá là 30 ngàn, mệnh giá một cái ghế
là mình còn dư 25 ngàn, mình có thể đi mua tất cả luôn, mua rẻ hơn 25 ngàn, người ta hỏi là mình 5 ngàn đúng không? Bình thường cái này là không có giá trị đổi tiền mặt à, là chỉ mua hết hàng 5 ngàn luôn à, à. Mua hết hoặc là mua hơn, thường thường là đa số mọi người đi là sẽ hơn chứ không à, à. Đó mọi người, tôi nhắc lại cái vụ ghế này nha. Đây nhà YouTube quay một vòng chưa có ghế nha, khán giả chưa có muốn nha mọi người. Đây 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 là những cái ghế đó, những cái lồng ngoài lô tô mà là chưa có khán giả, là chưa có muốn ghế nha. Này của mình luôn hết nè, này của mình hết luôn phải không? Đây là dàn ghế hết của mình luôn nha mọi người, của công ty lô tô, công ty đây 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 đây, bán nhiều cho mọi người. Ok, cảm ơn anh nhiều lắm. Đây 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 đây, bảng giá cho thuê ghế hả? Đây đây đây, mọi người đọc kỹ giùm các bạn nha. À là tới lễ Tết cho là mình đẩy mình ca sĩ đó. Đó thì anh Hà nó cũng nói rồi là mình bắt đầu công ty sắp tới là sẽ thêm ca sĩ để phục vụ khán giả cũng như là Lô Tô Hương Nam, để có thêm thu nhập cũng như là Lô Tô Hương Nam sẽ càng ngày càng phát triển cũng như là mới mẻ, mỗi ngày có chương trình khác nhau. Nên mọi người cứ đến đọc tên que nha mọi người, đây là cái cảnh mọi người ơi. Rồi 30.000 là 7 viên. Rồi kế tiếp. Ở đây cũng chọn bóng luôn đúng không? Gõ gì là như chị. Rồi mình gõ gì là 30 luôn nha, đó. Mọi người cứ vô có chữ gì là đây là có chữ nè. Đó. Cái banh mà vô lỗ nào á thì mình sẽ được cái lỗ là cái tên đó nha mọi người. Rồi cái này. Cái này là banh. Banh có 30 luôn. Mọi người chọi vào á thì được cái gì thì được cái đó nha mọi người, đó. Rồi, bên đây đi. Bên đây là cái gì nữa? À bên đây cũng chọi thôi, chọi gì chị? Trời ơi, ba bóng luôn hả? Đã bông nha mọi người đó. Cái này lăn đúng không chị? Bao nhiêu luôn nè? 30. Rồi, cũng là 30 hết luôn nha mọi người nha. Mọi người đọc bán hiệu đây, 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 đây. Đó, có menu nha mọi người nha. Còn đây là gì nữa? À, đây thấy dòng phải không? Không nhìn là biết thấy dòng rồi. Đâu dòng đó chưa chị mượn coi coi. Dòng này là nhiêu em? 7 dòng 30. Hả? 7 dòng 30. 7 dòng 30 nữa nha mọi người đó. Đó, mình thấy vô đồ chơi nè. Đó. Mọi người vào, mọi người chơi đồ chơi nhân gian nha. Cảm ơn em. Rồi, kế tiếp nè. À, ở đây là cái này bao nhiêu? Không bị tiêu đúng không anh? Này không bị tiêu phải không? 30 ngàn là cũng là 7 cây đúng không? Đây mấy ba chơi gọi là biết nè, 30 ngàn là 7 cây. Là mình vô được bao nhiêu bóng đó mình... Đó, cái ba cái menu đó mọi người. Rồi, kế tiếp nha. Đây là bác thú trò chơi của ba rồi mọi người. Rất là thích bác thú luôn. YouTube này là gì? Mua được YouTube. Kéo ông gòn hả? Kéo ông gòn. Đây có xe đề điện đó mọi người, có câu cá nữa, bố kem rồi mọi người, có cây có bố kem mất kỳ đó, kem tẹp xin gì anh? Singapore đó, có gì nữa có menu nha, chị quảng cáo đây, menu có kem Singapore nha mọi người, đó, bác thấy cái quầy này hoành tráng mà đẹp quá nè, cái quầy này đẹp quá, rồi, đó là một dòng đi cho mấy đó nha. Đây có là bóng đó mọi người, có bị tiêu bóng đó mọi người. Đây, đây, đây.
Cái đây nhẹ mọi người ơi. Sau ghi mọi người. Xin nhắc lại mọi người khán giả và tất cả mọi người trên YouTube, vì sao mà bé ba hay nói vấn đề này là YouTube cũng là một cái nghề, cũng là một ngày kiếm tiền để thu nhập hàng tháng, cũng như là quay để cho mọi người xem giết thời gian. Thì mỗi lần qua YouTube mà có nhạc á, tại sao mà đêm trăng sáng mà thêm nhạc vô, hay là bé ba vlog thêm nhạc vô, là do dính nhạc bản quyền. YouTube nó có ba cái quy tắc, là một, không dính nhạc, thứ hai là không quay trẻ em, thứ ba là gì em quên rồi, đêm trăng sáng, đánh lộn chữ thề đó. Thì ba YouTube nó kỹ ba thứ đó, nên là mỗi lần mà đêm trăng sáng có chìm nhạc vào và để né những cái nhạc mà bản quyền hay mà cái nhạc YouTube khác á, là mọi người thông cảm bỏ qua và nhớ đăng ký và like và chia sẻ cho bé ba vlog cũng như là đi nhân sáng. Xin nhắc lại một lần nữa, những cái quầy ghế đó là mình thuê, là mình bỏ 30.000 ra, trừ 5.000 còn 25.000 là mấy cái ghế đó thôi. Còn những cái ghế mà ở trong quầy bé ba bán á, là không cần mua vé, không cần mua gì hết, mình muốn ngồi đó mình ngồi đó là quyền của mình, đó là ghế chung của tập thể, của khán giả. Nên mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ ngồi xuống, mọi người đừng thắc mắc là sợ tốn tiền cái ghế như các bạn đó nha. Chỉ tốn tiền ghế ở trên sân khấu thôi, chứ không có tốn tiền ở trong khu ẩm thực của chỗ ba bán nha mọi người nha. Và cuối clip ba xin chúc tất cả mọi người xem clip thật là vui vẻ. Trong clip có gì hành động hay là có lời nói hay là YouTube có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua. Và nhớ đăng ký và like và chia sẻ cho bé ba vlog và đêm trăng sáng cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.